Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Tiếp tục series review nhà đất tại trung tâm thành phố Huế. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một căn nhà 2 tầng 20 nằm tọa lạc ngay trung tâm thành phố mọi người nhé. Cách mặt tiền tầm khoảng 20 mét mọi người nhé. Trước mắt chúng ta là đây là đường mặt tiền mọi người nhé. Ô tô đảo đổ vô tư. Cách mặt tiền tầm 20 mét. Đường kiệt rộng 3 mét, ô tô vào tận nhà luôn mọi người nhé. Nhà thì 2 tầng 20, 3 phòng ngủ. Đặc biệt là có phòng ngủ dưới nằm tọa lạc tại số 4 Lại Thế, phường Phú Thượng, thành phố Huế mọi người ha. Di chuyển về trung tâm Vincom tầm khoảng cỡ 5 phút đi xe máy là mọi người nhé. Ra trường Tiền tầm khoảng 5 đến 7 phút thôi mọi người. Rất chi là thuận tiện cho những anh chị em nào muốn an cư lập nghiệp ngay tại trung tâm thành phố mọi người nhé. Đặc biệt là đường Kiệt này, ô tô vào tận nơi luôn mọi người nhé. Vào tận nơi. Cách chỗ đậu ô tô tầm khoảng cỡ 20 mét thôi mọi người. Đó, pháp lý đầy đủ sổ hồng, công chứng ngay. Với diện tích là 70 mét vuông, ngang là 5,5 mét, nửa hậu hướng chính là đông nam thì biết là cực kỳ mát mẻ mọi người ha. Đó, trước mắt chúng ta là đây là căn nhà 2 tầng 20. Với tông màu chủ đạo là màu trắng, rất là sang trọng và bắt mắt mọi người ha. Nhà thì xây dựng cực kỳ tâm huyết và kiên cố mọi người ha. Đặc biệt là nằm vị trí dân cư cho an ninh cực kỳ tốt, đông đúc, pháp lý đầy đủ công chứng luôn. Đó. Không để mọi người chờ lâu, mình sẽ đi chi tiết sơ qua về căn nhà mọi người ha. Di chuyển vào bên trong thì đầu tiên chúng ta thấy là khu vực sân để xe mọi người này. Khu vực sân để xe này chỉ điểm được 3 đến 5 chiếc xe máy mọi người ha. Đó, được anh chủ làm một cái hàng rào cực kỳ kiên cố và chắc chắn mọi người nha. An ninh thì cực kỳ tốt. Đây là hàng rào sắt, phía ngoài này sẽ là một cái khu vực mình trồng cây cảnh ha. Đó. Tầng này thì được anh chủ bắt cái đèn led, hai cái đèn led tạo cho chúng ta một không gian sáng sáng thật là sáng sủa mọi người ha. Đó. Di chuyển nguồn tông thì đầu tiên chúng ta thấy là đây là khu vực cửa nhôm sifa. Cửa nhôm sifa này thì được anh chủ hoàn thiện làm kết hợp với là kính cường lực trong suốt tạo cho chúng ta một cái không gian cực kỳ thoáng mọi người ha, đặc biệt là cực kỳ mát mẻ, nhà cực mát mọi người nhé, hướng đông nam rồi mọi người biết không, cực kỳ mát. Đó. Di chuyển vào bên trong thì đây là khu vực đầu tiên, khu vực phòng khách. Đó, đây là khu vực phòng khách cực kỳ rộng mọi người nhé, đặc biệt là mặt tiền 5,5 mét nên cực kỳ thoáng và rộng mọi người ha. Vị trí này chúng ta có thể là bố trí một cái bộ ghế sofa này, bên này mình sẽ bố trí một chiếc tivi này mà để sinh hoạt ở phòng khách khu vực này. Đó, rất là rộng mọi người ha. Nhà được anh chủ xây dựng cực kỳ tâm huyết mọi người nhé, tường đây là tường 20 mọi người nhé, tường 20 cực kỳ chắc chắn mọi người, mới vừa được hoàn thiện xong luôn. Kèm theo nhà thì anh chủ có tặng kèm thêm một số cái nội thất cơ bản là mọi người, như là bếp này, bếp có kệ gỗ này, đây là khu vực bếp này, được anh chủ áp kệ gỗ sẵn hết rồi này, cực kỳ chắc chắn mọi người ha. Đó, kệ gỗ trên, kệ gỗ dưới, lavi, một số cái nội thất cơ bản thì được anh chủ đã hoàn thiện hết rồi. Vào mình ở thì mình có thể là sắm thêm một số cái vật dụng của gia đình mọi người ha. Đây, tủ. Nhà thì cực kỳ rộng và thoáng mát, đặc biệt là ngay trung tâm thành phố đó mọi người nha. Thuận tiện cho anh chị em nào muốn an cư lập nghiệp, đặc biệt là trong cái thời điểm này giá nhà cực kỳ mềm luôn mọi người ha. Giá nhà chỉ rơi tầm khoảng hơn 2,4 tỷ thôi. Hơn 2,4 tỷ xíu đã sở hữu ngay một căn nhà 2 tầng 20, 3 phòng ngủ. Đặc biệt là có phòng ngủ dưới, rất là thuận tiện luôn, ngay trung tâm thành phố, phù hợp cho anh chị em nào muốn an cư lập nghiệp và làm việc tại thành phố trung tâm thành phố này mọi người ha. Đó, đây là khu vực ngủ tầng 1. Bên này là phòng vệ sinh chung cho tầng 1 mọi người ha. Phòng vệ sinh thì được hoàn thiện một số cái nội thất cơ bản này, đã được hoàn thiện xong này. Rất chi là thoáng mát mọi người nha, đặc biệt là khu vực này vị trí an ninh được cực kỳ tốt mọi người ha. Vào ở thì đảm bảo mọi người vào ở thì cực kỳ sướng, đặc biệt là cái hướng đông nam mọi người, cái hướng đông nam là hướng mát mẻ quanh năm mọi người ha, ban ngày ban đêm hay là buổi sáng buổi trưa buổi chiều gì đều mát hết mọi người ha. Ở nhà không cần quạt luôn, nhưng mà vào nhà chúng ta thấy được cảm giác không gian cực kỳ thoáng và mát mọi người. Đó. Rồi công chức năng của tầng 1 mình sẽ nhắc sơ lại mọi người nhé. Tầng 1 là sẽ gồm một cái khu vực sân để xe này, một khu vực phòng khách cực kỳ rộng này, một khu vực bếp đó dành cho tất cả trẻ em phụ nữ, một khu vực phòng ngủ để cho người lớn tuổi cũng như trẻ nhỏ ở khi mà không có đủ điều kiện đảm bảo về sức khỏe ha, và một phòng vệ sinh
dưới cầu thang sẽ là một không gian trống này, mình có thể tận dụng làm những cái vật trang trí trong cái cảnh, nó tùy vào cái nhu cầu thiết yếu của mọi người ha. Rồi xin mời mọi người di chuyển lên tầng 2. Ở tầng 2 này thì công chức năng của nó của tầng 2 là gồm hai phòng ngủ, một phòng thờ, một ban công, một khu vực giặt áo quần và một phòng vệ sinh. Đó. Đầu tiên lên tầng 2, bên trái chúng ta là một khu vực phòng ngủ đi. Đó, phòng ngủ thì này đã được lát gỗ ép của người nhá, Đó, này cho được ép gỗ ép cực kỳ sang trọng nha. Trần thì được đi dây trần. Đó, trần thạch cao đã được anh chỗ bắt sẵn rồi này. Dây điều hòa được bắt sẵn rồi này. Đó, dây điều hòa được bắt sẵn rồi này. Bên hông này sẽ là một cái cửa sổ mọi người nhá, để mà mình lại ánh sáng mọi người ha. Đó. Cực kỳ mát mọi người nhá. Đó. Tiếp tục di chuyển ra phần trước nhà thì đây là khu vực giặt áo quần mọi người này. Đó, rất là rộng ha. Mình sẽ nhắc lại là nhà mình nằm tại số 4 Lại Thế, phường Phú Thượng, thành phố Huế, cách mặt tiền tầm khoảng 20 mét thôi mọi người nhá. Đường ô tô vào tận nhà luôn. Nó giật thuộc vị trí dân cư thì đồng đốt an ninh cực kỳ tốt mọi người ha. Di chuyển về trung tâm thì tầm khoảng cỡ 5 phút đi xe máy thôi mọi người. Đặc biệt là nhà 2 tầng 2 mê, 3 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới luôn cho tất cả anh chị em nào muốn an cư lập nghiệp. Ở đây mọi người ha. Đó. Diện tích là 70 mét vuông, ngang là 5,5, hướng chính là đông nam, cực kỳ mát mẻ. Pháp lý đầy đủ, sổ hồng công chứng ngay. Nhanh tay nhấc máy gọi ngay số điện thoại của em Pháp để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về nhà và sở hữu nhà mọi người nhé. Với tầm tiền tài chính thì hơn 2,4 tỷ một xíu thôi mọi người. Có thương lượng mọi người nhé. Thời điểm này là có thương lượng mọi người nhé. Nhanh tay gọi ngay cho em Pháp để được hỗ trợ ha. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé.